Ở trận bán kết 2 AFF Cup 2020 vừa qua, tuyển Việt Nam nhận trận thua trắng 0-2 trước Thái Lan với sai lầm nơi hàng phòng ngự và những quyết định có phần thiếu chính xác của đội ngũ trọng tài. Theo thông tin được báo Thái Lan đăng tải, thì trọng tài chính người Qatar vừa chính thức lên tiếng đáp trả trước luồng ý kiến công kích dữ dội từ các cổ động viên Việt Nam sau khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để thua trước Thái Lan vào tối ngày 23 tháng 12. Báo Thái đưa tin, trọng tài người Qatar khẳng định rằng ông không hề nhận hối lộ sau khi ông bị khủng bố ở trên mạng xã hội. Sau trận bán kết lượt đi, tài khoản mạng xã hội của trọng tài Atba đã bị gần 1 vạn cổ động viên Việt Nam lên án dữ dội. Trước làn sóng phẫn nộ này, ông đã đăng một thông điệp đáp trả trước làn sóng công kích. Báo Thái Lan cũng trích lại thông điệp mới xuất hiện trên một tài khoản được cho là của trọng tài người Qatar. Thay vì lên mạng xã hội xúc phạm người khác, các bạn nên ngồi lại đánh giá về bản thân mình và đưa ra giải pháp tốt hơn, vì phần còn lại của cuộc chiến vẫn còn 90 phút. Tôi cam đoan không nhận hối lộ của bất kỳ ai, vì uy tín và lương tâm nghề nghiệp của tôi không cho phép điều đó. Xin gửi lời chia sẻ đến đội tuyển Việt Nam, chúc các bạn may mắn trong trận lượt về. Theo như báo Thái, thì tài khoản vừa đăng thông điệp nói trên chính là của trọng tài Atba. Tuy nhiên, tính xác thực của thông điệp vẫn còn là một dấu hỏi, bởi đó có thể là một tài khoản thật, hoặc cũng có thể chỉ là một tài khoản giả mạo xuất hiện trên mạng xã hội. Việc một trọng tài bắt trận đấu của tuyển Việt Nam bị làm giả tài khoản mạng xã hội rồi hứng làn sóng tấn công là điều không phải quá hiếm gặp trong quá khứ. Trước đó, vào sáng ngày 24 tháng 12, VFF có gửi kiến nghị với AFF sau khi công tác trọng tài ở trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan gây ra nhiều tranh cãi. Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch và Tổng Thư ký AFF về các vấn đề phát sinh trong công tác trọng tài kể từ giai đoạn vòng bảng đến nay. Theo quan điểm của ông Trần Quốc Tuấn, bóng đá Đông Nam Á đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Do vậy, công tác trọng tài cần phải được chú trọng hơn. Trước mắt AFF cần rà soát và có giải pháp hiệu quả để 2 trận bán kết lượt về và 2 lượt trận của chung kết AFF Cup 2020 được điều hành một cách tốt nhất. Phó Chủ tịch VFF cũng kiến nghị AFF nên nghiên cứu để đưa vào áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video và ở các kỳ AFF Cup sắp tới, để giúp trọng tài có thể đưa ra quyết định chính xác hơn, và kiến nghị này nhận được sự tán thành của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. AFF sẽ nghiên cứu đưa vào áp dụng VAR ngay tại kỳ AFF Suzuki Cup 2022. Về phía trọng tài người Qatar, trận tối qua không phải lần đầu tiên ông cầm còi, điều khiển một trận đấu của tuyển Việt Nam. Trước đó, chính trọng tài này từng bắt chính trận đấu giữa Thái Lan gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 năm 2019. Trận đó, hai đội cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Các bạn nghĩ sao về tuyên bố trọng tài người Qatar không nhận hối lộ mà báo Thái Lan đưa tin? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.